Trong bối cảnh chuyển trạng thái thích ứng, đầu tư công có vai trò quan trọng trong phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế. Với đặc thù là địa bàn có nhiều dự án triển khai, huyện Hòa Vang đang tập trung khơi thông nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn trong bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, để có thêm nhiều công trình dự án đưa vào sử dụng đúng tiến độ, phục vụ nhu cầu phát triển. Sau thời gian đầu gặp nhiều khó khăn vướng mắc, từ cuối năm 2021 đến nay, công tác giải phóng mặt bằng tại dự án tuyến đường vành đai phía Tây đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện trên 1.500 hồ sơ trong tổng số khoảng 1.600 hồ sơ toàn tuyến đã bàn giao mặt bằng. Ngay gần đó, dự án khu tái định cư Hòa Khương phục vụ cho việc giải tỏa dự án tuyến đường vành đai phía Tây cũng đang khẩn trương thi công khi đa số các hộ dân đã chấp hành bàn giao mặt bằng. Ủy ban xã cùng với hệ thống chính trị của xã và thôn tiến hành đến từng hộ gia đình thông tin vận động tuyên truyền để thực hiện đúng theo cái giá trị đền bù, đồng thời là tổ chức mời đối với xã tiếp chấp nhân dân lần đầu kiến nghị với hội đồng giải phóng mặt bằng của huyện để tổ chức phối hợp với địa phương để tổ chức tiếp dân. Hiện nay thì riêng mấy hôm nay thì tổ chức tiếp tục là tiếp các hộ còn lại để mà các hộ để biết và đồng thời để thống nhất ký bàn giao mặt bằng. Năm 2022, huyện Hòa Vang thực hiện 54 dự án, trong đó có 17 dự án nhóm 1 với thời gian hoàn thành trong năm và 37 dự án nhóm 2. Hiện nay, các dự án trên địa bàn huyện Hòa Vang chiếm khoảng 2/3 trong tổng số các dự án của thành phố. Khối lượng công việc giải phóng mặt bằng là rất lớn. Vì vậy, địa phương tập trung rà soát, phân loại theo thứ tự ưu tiên, qua đó chỉ đạo hội đồng giải phóng mặt bằng, ủy ban nhân dân các xã giải quyết dứt điểm những vướng mắc tồn động. Huyện đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch tiến độ triển khai cụ thể các công trình dự án động lực trọng điểm, đồng thời triển khai mô hình 3 trong 1, vừa tiếp dân, vừa chi tiền, vừa bố trí đất. Phân công cho các đồng chí ban thường vụ huyện ủy đứng điểm những công trình và tiếp tục chỉ đạo theo dõi và tiếp dân cùng với các đồng chí lãnh đạo ủy ban huyện, các đồng chí lãnh đạo ủy ban xã. Một tuần thì các đồng chí lãnh đạo ủy ban huyện phải tiếp nhận ít nhất là 2 ngày, trong đó thì phải dành cho ngày thứ bảy kể cả ngày chủ nhật để tiếp dân. Với những giải pháp đó, nhiều khó khăn vướng mắc về giải tỏa tại các dự án đã từng bước được tháo gỡ. Tuy nhiên, thực tế tiến độ thi công tại một số dự án, nhất là các dự án trọng điểm, vẫn còn ì ạch. Kiểm tra thực tế tại tuyến đường từ Hòa Dương đi Hòa Sơn mới đây, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu phải khắc phục ngay điểm yếu công tác phối hợp để đảm bảo tiến độ. Đúng 36 nha. Ban phải chịu trách nhiệm về cái việc này, nhà thầu chịu trách nhiệm. Cái thứ hai đó, tôi đề nghị là tất cả những cái mặt bằng mà đã có để thi công vỉa hè, các anh phải tập trung nhân lực vào để thi công vỉa hè, kể cả đến những cái chỗ mà người ta đang khó khăn về mặt bằng, các anh thi công áp vào đấy. Còn huyện sẽ có cái trách nhiệm là hỗ trợ để tổ chức thi công. Sau 2 năm chịu tác động nặng nề bởi đại dịch COVID-19, việc đẩy nhanh đầu tư công sẽ giúp Đà Nẵng khơi thông nguồn lực để phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Trước yêu cầu đó, việc gỡ nút thắt về giải phóng mặt bằng để các dự án trọng điểm, động lực sớm hoàn thành đưa vào sử dụng là nhiệm vụ quan trọng với huyện Hòa Vang cũng như các địa phương khác trên địa bàn thành phố.